Bạn có biết khoa học đã chứng minh cặp vợ chồng sinh con gái, gia đình sẽ hạnh phúc? Chỉ những người có đầu óc thủ cựu và nhỏ hẹp mới xem thường con gái. Khoa học đã chứng minh việc sinh con gái sẽ mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho các đôi vợ chồng. Trong xã hội trọng nam khinh nữ trước đây, sinh con gái một bề là vấn đề khá nặng nề của gia tộc. Giới trẻ 8X, 9X hiện nay có suy nghĩ phóng khoáng hơn, họ xem con gái bình đẳng với con trai. Sinh con gái giúp cân bằng tỷ lệ giới tính tại Việt Nam hiện nay, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác. Tại Việt Nam, sinh con gái gặp nhiều áp lực, vì sao? Trong đề tài, nghiên cứu các yếu tố liên quan đến quyết định sinh con thứ ba của các cặp vợ chồng do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thực hiện cho thấy 36,2% người sinh con một bề thường bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Áp lực từ dư luận xã hội còn dẫn đến việc 30,4% phụ nữ bị ép buộc mang thai sớm, sinh dày để có con trai. 23,07% bị ép sử dụng biện pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai, bị ép buộc sinh thêm con trai hoặc con gái. Những phụ nữ sinh con một bề, đặc biệt là con gái, thường phải chịu những lời nói khó nghe hơn từ chính gia đình chồng và hàng xóm xung quanh. Đàn ông trong gia đình có toàn con gái cũng bị chế giễu là yếu kém, không đáng mặt đàn ông, nuôi con tu hú. Quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô đã quá lạc hậu. Đặc biệt, các nhà khoa học theo dõi các gia đình có con gái đã đưa ra kết luận gia đình sinh con gái sẽ hạnh phúc hơn. Khoa học chứng minh 7 điều thú vị khi sinh con gái. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng có con gái mang lại nhiều hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe cho gia đình. Một là con gái giúp bố hào phóng và tốt bụng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy khi có con gái, các ông bố thường vui vẻ, hào phóng và tốt bụng hơn. Một giám đốc điều hành có con gái sẽ có xu hướng tăng lương cho nhân viên. Trong đó, nhân viên nữ làm việc với sếp nam có con gái được hưởng lợi nhiều nhất. Không chỉ tăng lương, sếp nam sẽ thấu hiểu và đồng cảm nhiều vấn đề với nhân viên nữ. Hay là sinh con gái giúp bố sống lâu hơn. Một nghiên cứu năm 2006 thấy rằng các ông bố sẽ sống lâu hơn một năm khi được con gái. Càng nhiều con gái, tuổi thọ càng tăng. Trong khi đó, sinh con trai không ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của bố. Ba là các bà mẹ khỏe mạnh hơn với con gái. Có con gái giúp các bà mẹ khỏe mạnh hơn. Không chỉ nhận lời khuyên và sự nuôi dạy chu đáo từ mẹ, các con gái trong gia đình cũng đưa ra nhiều tư vấn giúp mẹ sống lành mạnh hơn. Con gái cũng giúp bà mẹ trong nhiều việc gia đình, vui chơi, giải trí. Chính vì vậy, sống với các con gái, mẹ được hưởng nhiều sự trợ giúp, trẻ khỏe hơn. 4 là, con gái chăm lo cho bố mẹ khi về già tốt hơn. Quan niệm, sinh con trai để có người chống gậy, bị bẻ gãy khi các nhà quan sát thấy rằng, con gái quan tâm tốt tới bố mẹ khi về già hơn là con trai. Một nghiên cứu năm 2012 đã chỉ ra rằng, 67% phụ nữ hỗ trợ tiền cho bố mẹ, trong khi chỉ có 62% đàn ông thực hiện nghĩa vụ này. Phụ nữ cũng có khả năng nói chuyện và chăm sóc bố mẹ lâu dài khi họ về già. Năm là, gia đình có con gái phóng khoáng về giới tính. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng, các gia đình sinh con gái có xu hướng ủng hộ chính sách bình đẳng giới. Các ông bố yêu con gái sẽ lên tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ nữ quyền. 6 là, sinh con gái một bề hạnh phúc. Một nghiên cứu từ nhiều gia đình khác nhau cho thấy rằng, các gia đình có hai cô con gái sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Con gái không đánh nhau, không có xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết các bất đồng. Có hai hay nhiều cô con gái trong gia đình sẽ giúp chúng chơi với nhau thân thiện, hòa bình và vui vẻ. Bố mẹ sẽ không phải đau đầu vì cuộc chiến của con cái. Cuối cùng, con gái dễ trở thành bạn của bố mẹ. Trong một nghiên cứu năm 2001, 80-90% các cô con gái trung niên có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ, hiếu thảo và chăm sóc ba mẹ ngay cả khi họ có gia đình riêng. Quá nhiều lợi ích khi sinh con gái. Nếu bạn chưa có con trai, nhưng may mắn sinh được một, hai bé gái, xin chúc mừng bạn. Vợ chồng bạn đang sở hữu mái ấm hạnh phúc và hoàn mỹ đấy.